Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 29. Đoạn Gia-cốp lên đường đi đến xứ của dân Đông Phương. Người nhìn xem thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Hòn đá đậy trên miệng giếng rất lớn, các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho các bầy uống nước, đoạn lăn đá lại chỗ cũ đậy trên miệng giếng. Gia-cốp hỏi mấy tay chăn chiên rằng: "Hỡi các anh ở đâu đây?" Bọn đó đáp rằng: "Chúng tôi ở Charan đến." Người hỏi: "Các anh có biết La-ban con trai Na-cô chăng?" Đáp rằng: "Chúng tôi biết." Lại hỏi: "Người đó được mạnh giỏi chăng?" Đáp rằng: "Người vẫn được mạnh giỏi, và này Ra-chiên con gái người đương đi đến cùng bầy chiên kia." Người nói: "Này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật. Vậy các anh hãy cho bầy chiên uống nước rồi thả đi ăn lại đi." Đáp rằng: "Chúng tôi làm như vậy chẳng được, phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bây giờ mới lăn hòn đá trên miệng giếng ra cho bầy uống nước được." Và đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó thì Ra-chiên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên. Khi vừa thấy Ra-chiên con gái La-ban cậu mình thì người liền lại gần lăn hòn đá ra khỏi miệng giếng cho bầy chiên của La-ban cậu mình uống nước. Gia-cốp hôn Ra-chiên, cất tiếng lên khóc, rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rebecca. Nàng bèn chạy về thuật lại cho cha hay. Vừa khi nghe nói Gia-cốp con trai của em gái mình thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua. La-ban bèn đáp rằng: "Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu." Rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu. Đoạn La-ban nói cùng Gia-cốp rằng: "Vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết." Vả La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a, con nhỏ tên là Ra-chiên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chiên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Gia-cốp yêu Ra-chiên nên nói rằng: "Vì nàng Ra-chiên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm." La-ban trả lời rằng: "Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu." Vậy Gia-cốp vì Ra-chiên phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Kế đó Gia-cốp nói cùng La-ban rằng: "Hạn tôi đã mãn rồi, đâu, xin cậu hãy giao vợ tôi lại đặng tôi đến gần cùng nàng." La-ban bèn mời các người trong xóm bày một bữa tiệc. Đến chiều tối bắt Lê-a con gái mình đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến cùng nàng. La-ban lại cắt con đòi sinh ba theo hầu Lê-a con gái mình. Sáng bữa sau mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: "Cậu đã đãi tôi cách chi vậy? Có phải vì Ra-chiên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa gạt tôi?" La-ban đáp rằng: "Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước rồi chị cả sao? Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho. Về đứa kia, cháu phải giúp công cho cậu thêm 7 năm nữa." Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chiên con gái mình cho chàng, và cắt con đòi Bila theo hầu Ra-chiên con gái mình. Gia-cốp đi lại cùng Ra-chiên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy người ở giúp việc nhà La-ban thêm 7 năm nữa. Đức Giê-hô-va thấy Lê-a bị ghét, bèn cho nàng sinh sản, còn Ra-chiên lại son sẻ. Lê-a thọ thai, sinh một con trai, đặt tên là Ru-bên, vì nói rằng: "Đức Giê-hô-va đã thấy sự cực khổ tôi, bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi." Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai, đặt tên là Simeon, vì nói rằng:
Đức Giê-hô-va có nghe biết tôi bị ghét nên cho thêm đứa này. Nàng thọ thai nữa và sinh một con trai. Nàng rằng: lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi vì tôi đã sinh cho người ba con trai. Bởi có đó đặt tên là Lê-vi. Nàng thọ thai nữa, sinh một con trai và nói rằng: lần này tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va. Vì cớ ấy đặt tên là Giu-đa. Đoạn nàng thôi thai nghén. Chương 30. Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp thì đem lòng ghen ghét chị, nói cùng Gia-cốp rằng: hãy cho tôi có con, bằng không tôi chết. Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va mà không cho ngươi sinh sản sao? Ra-chên rằng: này con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sinh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa. Vậy Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp và người đi lại cùng nàng. Bi-la thọ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi nên cho tôi một con trai. Vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la: con đòi của Ra-chên thọ thai nữa và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: tôi đã hết sức chống cự với chị tôi và tôi được thắng. Vì cớ ấy nàng đặt tên đứa trai này là Nephtali. Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bèn bắt Sin-ba con đòi mình làm hầu cho Gia-cốp. Sin-ba con đòi của Lê-a sinh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng: phước biết dường bao, rồi đặt tên đứa trai đó là Gác. Sin-ba con đòi của Lê-a sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp thì Lê-a rằng: tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước. Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-xe. Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng, gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng: xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng: cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mày còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa. Ra-chên rằng: ừ thôi, chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng. Vậy đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng: Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng. Vậy nàng đặt tên đứa con trai đó là Isaka. Lê-a thọ thai nữa sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, bèn nói rằng: Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quý báu. Lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn. Kế đó nàng sinh một con gái, đặt tên là Đi-na. Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sinh sản. Nàng thọ thai sinh một con trai mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi. Bèn đặt tên đứa trai đó là Joseph. Lại nói rằng: cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa. Khi Ra-chên đã sinh Joseph thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi. Xin giao vợ và con lại cho tôi mà tôi đã được vì cớ giúp cậu để tôi đi, bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào. La-ban đáp rằng: ước gì cậu được nhờ ơn cháu. Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy. Lại nói rằng: cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho. Gia-cốp đáp: cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bày súc vật cậu được ra sao. Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này. Bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi. La-ban rằng: cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời này thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật của cậu nữa. Ngày nay
tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu. Trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằn, có đốm cùng chiên sắc đen thì tôi sẽ để riêng ra. Ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen thì sẽ cho là ăn cắp. Laban đáp, ừ thôi, được như lời cháu nói. Chính ngày đó, Laban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đếm trắng và các chiên con có sắc đen giao cho mấy con trai mình, rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng 3 ngày đường. Gia-cốp bèn chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại. Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra. Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống. Khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau. Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sinh chiên con có sọc, có rằn và có đốm. Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen, nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban. Vả mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. Nhưng khi nào con chiên gầy ốm thì người không để nhành như vậy. Thế thì các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Chương 29. Người nào bị quở trách thường lại cứng cổ mình sẽ bị bại hoại thình lình, không phương cứu chữa. Khi người công bình thêm nhiều lên thì dân sự vui mừng, nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự lại rên siết. Người ưa mến sự khôn ngoan làm cho cha mình được vui vẻ, còn kẻ kết bạn với người kỵ nữ phá tan của cải mình. Vua nhờ sự công bình mà làm nước mình vững bền, nhưng ai lãnh của hối lộ hủy hoại nó. Người nào vua nịnh kẻ lân cận mình, giăng lưới trước bước người. Trong tội lỗi của kẻ ác có một cái bẫy, nhưng người công bình ca hát mừng rỡ. Người công bình xét cho biết duyên cớ của kẻ nghèo khổ, còn kẻ ác không có trí hiểu để biết đến. Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy, nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận. Nếu người khôn ngoan tranh luận với kẻ ngu muội, dầu người giận hay cười cũng chẳng an hòa được. Kẻ làm đổ huyết ghét người trọn vẹn, nhưng người ngay thẳng bảo tồn mạng sống mình. Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối thì các tôi tớ người trở nên gian ác. Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, ngôi người sẽ được vững bền đời đời. Roi vọt và sự quở trách ban cho sự khôn ngoan, còn con trẻ phóng túng làm mắc cỡ cho mẹ mình. Khi kẻ ác thêm thì tội lỗi cũng thêm, nhưng người công bình sẽ thấy sự sa ngã chúng nó. Hãy sửa phạt con người thì nó sẽ ban sự an tịnh cho người và làm cho linh hồn người được khoái lạc. Đâu thiếu sự mặc thị, dân sự bèn phóng tứ, nhưng ai giữ gìn luật pháp lấy làm có phước thay. Chẳng phải bởi lời nói mà sửa trị kẻ làm tội, vì dầu nó hiểu biết, nó cũng không vâng theo. Con có thấy kẻ hấp tấp trong lời nói mình chăng? Một kẻ ngu muội còn có sự trông cậy hơn hắn.
người nào dung dưỡng kẻ tôi tớ mình từ thuở nhỏ, ngày sau sẽ thấy nó thành con trai của nhà. Người hay giận gây ra điều tranh cãnh, và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Sự kiêu ngạo của người sẽ làm hạ người xuống, nhưng ai có lòng khiêm nhường sẽ được tôn vinh. Kẻ nào chia phân với tay ăn trộm ghét linh hồn mình, nó nghe lời thề mà không tỏ điều gì ra. Sự sợ loài người gài bẫy, nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. Nhiều kẻ cầu ơn vua, song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Kẻ gian tà lấy làm gớm ghiếc cho người công bình, và người ăn ở ngay thẳng lấy làm gớm ghiếc cho kẻ gian ác. Chương 14. Thật, Đức Giê-hô-va sẽ thương xót Gia-cốp và còn lựa chọn Israel. Ngài sẽ lập chúng nó lại trong bổn xứ. Kẻ trú ngụ sẽ phụ về chúng nó và liên hiệp cùng nhà Gia-cốp. Các dân sẽ đem họ trở về bản xứ. Nhà Israel sẽ được chúng nó làm tôi trai tớ gái trong đất Đức Giê-hô-va. Chúng nó sẽ bắt làm phu tù những kẻ đã bắt mình làm phu tù, và quản trị kẻ đã hà hiếp mình. Đến ngày mà Đức Giê-hô-va sẽ cho ngươi yên nghỉ khỏi cơn buồn bực bối rối và sự phục dịch nặng nề mà người ta đã bắt ép ngươi, thì ngươi sẽ dùng lời thí dụ này nói về vua Babylon rằng: sao kẻ bạo ngược đã tiệt đi, thành ức hiếp đã dứt đi. Đức Giê-hô-va đã bẻ gậy của người ác và trượng của kẻ cai trị. Ấy là kẻ đã nhân giận đánh các dân tộc không thôi, dùng sự thạnh nộ cai trị các nước, và dùng sự bắt bớ chẳng ai ngăn lại. Nay cả đất được yên nghỉ bình tĩnh, trỗi giọng hát mừng. Dầu đến cây tùng cây bách ở Liban cũng nhân cớ ngươi mà vui mừng và nói rằng: từ khi ngươi ngã xuống rồi, không ai trèo lên để đốn ta nữa. Nơi âm phủ sâu thăm thẳm đã rúng động vì cớ ngươi đặng rước ngươi đến. Nó đã vì ngươi đánh thức các âm hồn, tức là những kẻ cả trên đất. Nó đã làm cho vua các nước đứng dậy khỏi ngai mình. Hết thảy chúng nó sẽ cất tiếng nói cùng ngươi rằng: kìa, ngươi cũng yếu đuối như chúng ta ư. Kìa, ngươi cũng trở giống như chúng ta ư. Sự sang trọng với tiếng đờn cầm của ngươi đều xuống nơi âm phủ. Một lớp giòi làm nệm cho ngươi, sâu bọ thì làm mền. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thế nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi và nhìn ngươi cách ý tứ mà rằng: có phải người này là kẻ đã làm rung rinh đất, dây động các nước, làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha kẻ bị tù về nhà mình đó chăng? Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăn tẩm mình cách vinh hiển, nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mả, như nhánh cây thúi, như áo người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào thây chết bị giày đạp dưới chân. Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng, vì ngươi đã diệt nước mình và giết dân mình. Dòng dõi kẻ hung ác sẽ không được xưng đến danh nó nữa. Hãy sắm sẵn sự chém giết cho con cháu vì tội ác của tổ phụ, hầu cho họ không dấy lên nữa, đặng được đất làm cơ nghiệp, lập thành ấp khắp thế gian. Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ta sẽ dấy lên nghịch cùng chúng nó. Ta sẽ làm tiêu diệt tên của Babylon và dân sót lại, cả đến con và cháu nữa. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhím,
biến ra ao nước, và ta sẽ dùng chổi hủy diệt mà quét nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: chắc thật, sự ta đã định sẽ xảy đến, điều ta đã toan sẽ đứng vững. Ta sẽ đánh phá người Assyri trong đất ta, sẽ giày đạp nó trên núi ta. Ách nó sẽ cõi khỏi chúng nó, gánh nó sẽ cất khỏi vai chúng nó. Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất, đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã toan định thì ai bãi đi được, tay Ngài đã giang ra thì ai dây lại được. Nhằm năm vua A-cha băng, gánh nặng này đã được rao ra. Hỡi cả đất Philippines, chớ vui mừng bởi cớ roi đánh ngươi đã gãy, vì từ giống rắn sẽ sinh ra thuồng luồng sẽ sinh ra rắn lửa bay. Bây giờ con cả của kẻ nghèo sẽ tìm được đồ ăn, kẻ túng sẽ nằm yên ổn, nhưng ta sẽ khiến dòng dõi ngươi chết đói, và kẻ thuộc về ngươi còn sót lại sẽ bị giết. Hỡi cửa hãy than khóc, hỡi thành hãy kêu la, hỡi cả đất Philippines, hết thảy hãy đều tan chảy, vì có luồng khói từ phương Bắc đến, chẳng ai lìa khỏi hàng ngũ mình. Lấy chi trả lời cho sứ giả của nước này? Trả lời rằng: Đức Giê-hô-va đã lập Si-ôn, và kẻ sầu khổ trong dân Ngài sẽ được ẩn náu trong nó. Chương 15. Gánh nặng về Mô-áp. Đương ban đêm, A-mô-áp bị tàn phá và diệt mất. Phải trong ban đêm, Kiệt Mô-áp bị tàn phá và diệt mất. Kìa, chúng lên nơi miếu các thần, đến Đi-bôn trên các nơi cao mà khóc. Dân Mô-áp than vãn vì Nê-bô và Mê-đê-ba. Mọi đầu đều sói, mọi râu đều cắt, thảy đều thắt bao gai trong các đường phố, thảy đều khóc lóc, xa nhiều nước mắt trên nóc nhà và nơi sân chợ. Hết-bôn và Ê-lê-a-lê kêu la, tiếng nghe thấu đến gia hát. Vậy nên lính chiến của Mô-áp đều than khóc, trong tâm thần run rẩy, lòng ta ngậm ngùi vì Mô-áp. Kẻ sang nó trốn chạy đến Xoa và đến Ê-lát, Sê-li-xia, vì họ vừa trèo lên đèo Lu-hít vừa khóc, vì bại hoại mà kêu vang trên con đường Hô-rô-na-im. Các dòng nước ở Nim-rim cạn tắc, cỏ khô cỏ non chẳng có, không còn một vật xanh nào. Vậy nên những của cải đã được và những đồ báu đã chứa, họ đều mang sang khe liễu. Tiếng kêu khóc thảm thương nghe khắp chung quanh bờ cõi Mô-áp, tiếng vang la thấu đến Ê-la-im và đến Bê-e-ê-lim. Sông ngòi ở Đi-môn đầy những máu, vì ta sẽ còn thêm tai vạ cho Đi-môn. Sai sư tử đuổi kịp những người Mô-áp thoát nạn và những kẻ còn sót lại trong xứ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con.
Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình Tĩnh Nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn Tĩnh Nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.